Hey, xin chào các bạn. Đây là series bọn mình chia sẻ tất tần tật về game Pokemon Go, như là giới thiệu chức năng, cập nhật chức năng mới phù hợp với bạn mới bắt đầu chơi hoặc là nghỉ lâu rồi giờ mình quay lại. Kèm theo đó là kinh nghiệm bọn mình trải qua, phần nào giải đáp khúc mắc của các bạn. Bọn mình sẽ đi theo trình tự từ khi bắt đầu game cho đến chức năng mới cập nhật sau này để các bạn đỡ bỡ ngỡ ha. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với video đầu tiên. Giới thiệu Pokemon Go tại Việt Nam. Như các bạn đã biết, Pokemon Go được phát hành đầu tiên vào ngày 6 tháng 7 tại Hoa Kỳ và đến ngày 6 tháng 8, tức là một tháng sau, tại Việt Nam cho cả hai hệ điều hành di động iOS và Android. Mọi người đón chào một cách rầm rộ, tụ tập đông đúc để bắt cho bằng được Pokemon đầu tiên. Bọn mình giới thiệu sơ lược về game này. Pokemon Go là game được ra đời bởi hai ông lớn Niantic, một công ty con của Google, và The Pokemon Company, công ty mẹ của Pokemon. Như các bạn thấy ở màn hình khi mà bắt đầu mở game lên, Niantic chịu trách nhiệm về khâu xây dựng kỹ thuật và The Pokemon Company là nhà phát hành. Hiểu nôm na là một bên góp dữ liệu về bản đồ toàn thế giới và một bên thì góp về nội dung Pokemon. Và bạn có game Pokemon Go. Đây là game thực tế ảo, bạn tương tác nhân vật trong game bằng cách di chuyển thông qua hệ thống định vị GPS. Có nghĩa là bạn đang đứng đâu thì nhân vật trong game bạn đang đứng tại địa điểm đó trên bản đồ hiển thị trong game. Mình ví dụ, đây là nhà thờ Đức Bà tại công xã Paris, tương ứng nhân vật mình trong game. Và đây là lúc mình đang di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu đến tòa nhà Bitexco. Ở đằng xa kia là bến nhà Rồng. Và mình quẹo qua đường Nguyễn Huệ. Đây là toàn cảnh tại đầu đường Nguyễn Huệ, nhìn từ bến Bạch Đằng lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Game cho phép bạn bắt, huấn luyện Pokemon, đấu Pokemon với người chơi khác, cùng nhau đánh boss, chinh phục Pokemon huyền thoại. Tới thời điểm hiện tại thì game cập nhật đến thế hệ Pokemon thứ tư, tức là Gen 4, với số lượng Pokemon lên đến là 493 Pokemon. Bạn gặp rất nhiều Pokemon chưa từng thấy trước đây. Với Pokédex được mở rộng, bọn mình di chuyển về chợ Bến Thành. Và cuối cùng sau chợ Bến Thành là đây, công viên Tao Đàn, đại bản doanh của tụi mình với mật độ trụ dày. Bạn có thể gửi xe bắt Pokemon, giao lưu kết bạn cũng như là hỏi han với trainer tại đây. Trainer tập trung giao lưu tại đây từ sau 18 giờ, tức là 6 giờ tối. Nên nếu bạn có tìm hiểu hay là thắc mắc game, ra đây chơi cùng với mọi người nha. Những trụ đủ màu xanh, vàng, đỏ các bạn nhìn thấy đó gọi là gym. Bọn mình sẽ giải thích ở những video tiếp theo. Và bọn mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên subscribe cho bọn mình nhé.